Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thái tử Bộ Công an Đại tá Nguyễn Minh Phương là ai? Ngày 19 tháng 10, một nguồn tin nội bộ cho Thời báo chấm đề biết Nguyễn Minh Phương được mệnh danh là Thái tử Bộ Công an Nghe có vẻ mỉa mai, nhưng đi vào sự thật còn khủng khiếp hơn nữa Ai muốn tiếp cận Bộ trưởng thì không thể không đi qua cửa ngõ Đại tá Nguyễn Minh Phương, Thư ký Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phương không những là thư ký của lương tam quang từ nhiều năm trước đây mà còn là một vị trí quan trọng hơn thế rất nhiều hình ảnh đại tá nguyễn minh phương có thể so sánh nếu trợ lý phạm thái hà là tay hòm chìa khóa của chủ tịch quốc hội vương đình huệ thì thư ký nguyễn minh phương là tay hòm chìa khóa của lương tam quang từ thời quang chưa lên bộ trưởng bộ công an trước đây khi phương chưa bỏ vợ và ba cô con gái còn nhỏ Chuyện gì ở cơ quan Phương cũng tâm sự với vợ Chẳng hạn như có khi trong một tháng mà Phương đem khoảng 3 đến 5 chiếc đồng hồ hiệu Patek Philip hay Richard Mille gửi cho các đầu mối nhờ bán lại hoặc giày hiệu Louis Vuitton Gucci 9 đến 12 đôi một tháng. Đó là quà biếu, còn tất cả phong bì nhỏ, lương tam quan đều đưa về cho vợ các khoản tiền lớn giống như vali chứa hai chai rượu vang quang giao cho phương cất giữ tại căn hộ chung cư vincom bà triệu hai bà trưng hà nội từ ngày quang đăng quang vào bộ chính trị thì phương thay lòng đổi dạ phương cấm vợ cũ lấy danh phương để nhờ vả hiện nay vợ phương và ba cô con gái đang sống tại sài gòn được ông bà ngoại bao bọc nuôi ăn học nhận thức xã hội yếu chuyên môn không vững tự duy nông cạn đạo đức kém vậy đâu là vai trò của đại tá nguyễn minh phương trong việc điều hành văn phòng thư ký phương được lương tam quan tin cậy và trọng dụng nhưng ngược lại phải chăng phương cũng dùng bộ trưởng quan như công cụ kiếm tiền và có ý đồ chờ thời leo lên đỉnh cao danh vọng hình ảnh bộ trưởng lương tam quan nhiều người trong bộ công an còn không phân biệt được bộ trưởng quan hay thư ký phương ai quyền lực hơn vì Phương là người trực tiếp tác động thúc ép Bộ trưởng quan phân công bổ nhiệm cán bộ ở địa phương như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng. Đây là những nơi có thể đem nguồn thu nhập khổng lồ tới. Một vị trí trưởng phòng 15 tỷ, trưởng công an huyện 11 tỷ. Nếu là trưởng phòng BC02 hoặc BC03 thì từ 2 đến 5 triệu đô la Mỹ. Cụ thể, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, Đại tá Bùi Quang Bình, sinh năm 1978, quê ở Thái Bình, đưa cho Phương 15 triệu đô la Mỹ, nhờ chạy về làm Cục trưởng Cục A04, Cục An ninh Kinh tế. Cục trưởng hiện nay là Trung tướng Nguyễn Đình Thuận, quê quán Hà Nam, có hỗn danh là thích đe dọa, vì hay đe dọa khởi tố bắt bớ các doanh nghiệp. Cũng vì thế nên Thuận dính nhiều bê bối liên quan đến việc tống tiền các doanh nghiệp trong đó có Nguyễn Văn Hậu, Hậu Pháo, Thuận đang chờ kỷ luật và có khả năng cao sẽ bị trục xuất ra khỏi ngành công an. Cần biết thêm, Đại tá Bùi Quang Bình từng bị đuổi học và đi cai nghiện ma túy 2 năm 6 tháng khi đang là học viên Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân. Sau khi Hoàng Lương, Bình được Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Nguyên Thứ trưởng, Thường trực Bộ Công an đứng ra bảo lãnh cho tiếp tục đi học hình ảnh đoàn công du nga do bộ trưởng công an lương tam quang dẫn đầu quay lại chuyện thái tử bộ công an nguyễn minh phương sau khi vụ đem chân gấu bắc cực về việt nam bị an ninh nga phát giác tại sân bay phương viết bản tường trình giải thích rằng chân gấu bắc cực bị an ninh nga thu giữ là thùng quà biếu của một việt kiều nga biếu tặng phương và bộ trưởng lương tam quang không biết trong đó có gì Thường trực ban bí thư Lương Cường có dám báo cáo vụ bê bối này lên bộ chính trị hay không? Nhưng điều dễ nhận biết nhất lúc này, Lương Cường đang đính thở qua cầu, chờ ngày nhậm chức chủ tịch nước. Theo giải thích của một tướng công an đã về hưu, giữa Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm và Đại tá Nguyễn Minh Phương có một mối quan hệ đặc biệt. Khi chưa lên Thứ trưởng Bộ Công an, vẫn còn ở chức vụ Cục trưởng Cục C03, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, Nguyễn Ngọc Lâm đã ban cho Phương đặc ân là có suất chạy án tại Cục C03 và có quyền can thiệp sâu vào hồ sơ pháp lý của các bị can. Hiện nay, Nguyễn Ngọc Lâm và Nguyễn Minh Phương cấu kết với nhau bao quanh lương tam quan như hai gọng kìm siết chặt. Rồi đây các chức danh trong ngành công an sẽ do Phương và Ngọc Lâm sắp đặt còn quan chỉ việc nhận tiền và ký bổ nhiệm. Từ đó sẽ sinh ra lớp tham quan ngu dốt, không sớm thì muộn sẽ gây ra những thảm họa cho đất nước mà người dân phải gánh chịu. Nghi vấn lính Bắc Triều Tiên tham gia cuộc chiến xâm lược Ukraine của Nga Ngày 17 tháng 10, BBC Tiếng Việt đặt vấn đề lính Triều Tiên tham gia cùng quân Nga tại Ukraine. BBC dẫn một nguồn tin tình báo quân đội của Ukraine cho biết quân đội Nga đang lập một đơn vị có khoảng 3.000 lính Triều Tiên. Cùng với đó, Bình Nhưỡng đẩy mạnh mối quan hệ đồng minh quân sự gần gũi với Điện Kremlin. Hình ảnh phóng sự trên BBC. Đến nay, BBC chưa thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy một đơn vị quân sự lớn như vậy được lập ở vùng viễn đông của Nga. Đồng thời, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ thông tin này về sự tham gia của binh lính Triều Tiên. Tuy nhiên, BBC khẳng định rõ ràng mức độ hợp tác giữa Moscow và Bình Nhưỡng đã trở nên sâu sắc hơn trong những tháng gần đây. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã gửi thông điệp chúc mừng sinh nhật Tổng thống Nga Putin và gọi ông là người đồng chí thân thiết nhất. Trong khi đó, BBC cho hay Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói về việc Triều Tiên tham chiến và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc trong tháng này đã nói rằng có khả năng cao binh lính Triều Tiên được triển khai tại Ukraine. BBC dẫn xác nhận của một nguồn tin quân sự ở vùng Viễn Đông Nga cho rằng một số lượng binh lính Triều Tiên đã đến nơi và đồn trú tại một trong những căn cứ quân sự gần thành phố Yusuzhrist nằm ở phía bắc của thành phố cảng Vladivostok. Tuy nhiên, nguồn tin này đã từ chối đưa ra con số chính xác, ngoài việc nói rằng không thể nào gần con số 3.000 được. BBC dẫn nhận xét của một người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho rằng đây sẽ là một sự thăng tiến đáng kể trong quan hệ của họ, một cấp độ tuyệt vọng mới của Nga sau những tổn thất trên chiến trường. Hình ảnh ông Putin và ông Kim Jong Un tại Bình Nhưỡng. BBC nhắc lại hồi tháng 6, ông Vladimir Putin và ông Kim Jong Un đã đạt được một thỏa thuận hòa bình và phòng thủ. Có nhiều bằng chứng cho thấy Triều Tiên đang cung cấp đạn dược cho Nga, thể hiện qua việc phát hiện một tên lửa ở vùng Bontava của Ukraine. Trên thực tế, BBC cho biết thông tin về mìn và đạn pháo do Bình Nhưỡng cung cấp đã xuất hiện từ tháng 12 năm 2023 trong các nhóm trò chuyện trên ứng dụng Telegram liên quan đến cộng đồng quân sự của Nga. BBC cho rằng Triều Tiên có thể có khoảng 1,28 triệu binh sĩ thường trực nhưng quân đội nước này không có kinh nghiệm tác chiến gần đây bình nhưỡng đã theo đuổi mô hình lực lượng vũ trang cũ của liên xô nhưng hiện không rõ lực lượng chính là bộ binh cơ giới có thể đáp ứng được thế nào trong cuộc chiến ukraine theo bbc ngoài ra còn có rào cản ngôn ngữ về việc binh sĩ triều tiên không quen với các hệ thống của nga khiến việc tác chiến trở nên khó khăn điều này không loại trừ khả năng quân đội triều tiên tham gia vào cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Nhưng hầu hết các chuyên gia cho rằng, binh lính nước này có năng lực về kỹ thuật và xây dựng, chứ không phải là chiến đấu. Vẫn theo BBC, Bình Nhưỡng đang rất cần tiền bạc và công nghệ, trong khi Moscow cần binh sĩ và đạn dược. BBC dẫn nhận định của ông Andrei Lankov, giám đốc công ty tư vấn Korea Gridscript. Bình Nhưỡng sẽ nhận được nhiều tiền và có lẽ tiếp cận được công nghệ của quân đội Nga. Điều này sẽ giúp cho binh lính của họ tích lũy kinh nghiệm chiến đấu thực sự, nhưng cũng có rủi ro. Đó là việc binh lính Triều Tiên được tiếp xúc với phương Tây, được xem là một vùng đất thịnh vượng hơn. BBC cũng cho biết, đối với ông Putin, việc bù đắp những tổn thất đáng kể trong hơn 2 năm rưỡi chiến tranh đang trở nên cấp bách. Trong khi ông Zelensky rõ ràng quan ngại về liên minh quân sự Nga-Triều, thì việc không có binh lính phương Tây xuất hiện trên chiến trường Ukraine là do lo ngại cuộc chiến sẽ leo thang. Tuy nhiên, BBC đánh giá nếu thông tin hàng trăm lính Triều Tiên chuẩn bị được triển khai là thật, thì chuyện binh lính nước ngoài chiến đấu trên chiến trường Ukraine dường như sẽ không phải là mối bận tâm của ông Putin. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm đê với bản tin Nghi vấn lính Bắc Triều Tiên tham gia cuộc chiến xâm lược Ukraine của Nga quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất